Xin chào quý vị khán giả, đây là những hình ảnh trực tiếp trên sân động Thống Nhất nơi sẽ diễn ra cuộc đối đầu ngày hôm nay giữa ca thủ Ta Vang Nghĩ Kỳ cùng với Thi Bình Bành. Và như vậy hiệp 1 của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu. Tiếp tục vẫn đang là các thủ Thi Bình Bành. Anh Thái. Hai. Côi. Dứt điểm. Không vào. Và mọi người rất đẹp mắt của thủ môn Thái Hà. Tình huống cản phá không khác gì là một bàn thắng cả. Chân trái. Người đã có tình huống đột biến dứt điểm là Hiếu Thứ Ba. Chấp đoạt lại quyền kiểm soát bóng đó là Chu Du. Lâm Henry. Côi. Vào. Đó là Mike Tony. Lâm Henry đã xuất hiện ở cánh trái rất nhiều. Những đường truyền xuất phát ở khu vực giữa sân hay là những đường truyền phát triển ở phần sân nhà, Lâm Henry đã làm mọi thứ, tốc độ, khả năng di chuyển của anh không một ai có thể theo kèm. Và chúng ta đã thấy Chu Du mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng không đủ để lùi về ngăn cản đường truyền cực kỳ vừa vặn. Một đường truyền như đặt của Lâm Henry dành cho Mike Tony. Tỷ số được mở dành cho Ta Vang Nghĩ Kỳ. Mike Tony luôn biết cách để đánh hơi những bàn thắng. Anh di chuyển không nhiều, chạm bóng không nhiều. Và chính xác đó là tình huống chạm bóng đầu tiên của Mike Tony. Và đó cũng là bàn thắng duy nhất vào thời điểm này. Hiếu Thứ Ba. Khá nguy hiểm. Côi, không vào. Lần thứ hai mà đội trưởng Trung Trần đã thực hiện một tình huống bóng đi lên trời. Rất đáng tiếc. Những nỗ lực của đồng đội làm mọi thứ để tạo ra đường chuyền thuận lợi dành cho Trung Trần. Tony. Những pha chạm bóng rất dối. Dứt điểm. Siêu phẩm được tạo ra trên sân Thống Nhất ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Một cú đá ở cự ly rất xa và một góc không thể nào ngăn cản. 2-0 dành cho Ta Vang Nghĩ Kỳ. Một khoảnh khắc tỏa sáng. Đó là bàn thắng của Việt Lê. Cầu thủ báo số 76 là tác giả trong bàn thắng thứ hai vừa rồi. Và lúc này Tê Banh đã sử dụng với tổ hợp điều chỉnh của mình. Và cũng đã có những sự điều chỉnh trong đình của Ta Vang Nghĩ Kỳ. Hai sự điều chỉnh, Lâm Henry đã được rút ra nghỉ. Hai. Tình huống chạy đua tốc độ. Quả trống. Một tình huống chạy đua không khác gì là hai vận động viên đề kinh cả. Anh đã có thể vượt qua đường sự đeo bám tốc độ của trung vệ đối phương. Bàn thắng dưới các tỷ số của anh Hào, thủ mão số 11. Cú đá cuối cùng ở trong một góc chéo với sự chính xác tuyệt đối. Cách biệt còn lại bây giờ là một bàn nữa mà thôi. Chào thầy gia đình, đó là tình huống phạm lỗi của tuyến xe đủ. Khá nguy hiểm. Và mảnh lưới của các thủ Thiên Banh đã phải rung lên lần thứ ba rồi. Ba một dành cho các thủ Ta Vang Nghĩa Kỳ. Một sai lầm rất đáng trách nhà phòng ngự. Và rõ ràng ở trong tình huống vừa rồi, cũng đã trở thành bàn thắng là một điều cực kỳ đơn giản. Ta giả trong tháng vừa rồi đó là cầu thủ áo số 19. Anh Thái cũng đã quay trở lại.
Côi. Bài trôi đi. Đó có thể gọi là tình huống bỏ lỡ cơ hội vĩ đại nhất trong lịch sử thi đấu của Bài Trôi Đi. Một cự ly rất gần với khung thành, không một ai theo kèm, và Bài Trôi Đi đệm bóng đi lên trời. Anh đã ôm cồn dòng để suy ngẫm về tình huống dứt điểm của mình. Một pha bỏ lỡ có 1-0-2. Thật khó tin. Nếu như chúng ta không theo dõi trận đấu này thì không một ai tin là tình huống dứt điểm đó Bài Trôi Đi dứt điểm đi ra ngoài cả. Hạnh Cụ Thi. Đường chuyền rất hay của Hạnh Cụ Thi. Bài Trôi Đi, Bài Trôi Đi. Lần này thì bàn thắng đã tới rồi. Cứ tưởng chừng như kịch bản lần thứ hai sẽ được lặp lại. Lần này là một tình huống đệm bóng đi rất cao của Bài Trôi Đi như thường lệ, và cũng như tình huống dứt điểm trước đó cận thành, bóng đã tìm tới mép của sàn ngang nhưng lần này là mép dưới. Bóng đập xuống và lăn vào lưới. Bàn thắng thứ hai dành cho Mike Tony. Phản ứng rất nhanh. Số xa. Nguy hiểm. Vào. Lại thêm một siêu phẩm nữa. Một cú đá từ khoảng cách rất xa. Nếu như trước đó là bàn thắng của Việt Lê, lần này một bàn thắng tương tự và đẹp không kém là Phương Đình, cầu thủ Mao số 20. 5-1 dành cho Tha Pha Nghĩa Kỳ. Một cú đá không thường, cú đá vào góc xa, và Nhân Thái Lan đã bất lực. Pháp Chira rời sân. Côi. Không vào. Trọng Trường là người đã dứt điểm. Khả năng dứt điểm ngày hôm nay là một thứ mà Tim Anh gần như là không có. Vẫn đang là cái thủ Tha Pha Nghĩa Kỳ. Chiến thắng đã tới rất gần rồi. Mike Tony, Mike Tony, Mike Tony. Hát trích dành cho Mike Tony. Và xử lý lần này là rất ngọt của Mike Tony. Anh đã bình tĩnh, bình thản để dứt điểm lạnh lùng. Và cũng không có nhiều những pha đeo bám với Mike Tony. Anh rất thoải mái. Một cú đá vô cùng đơn giản dành cho Mike Tony để hoàn tất cú hat-trick ở trong trận đấu ngày hôm nay. Mike Tony luôn là một trong những điểm nhấn trên hàng công. Anh di chuyển không nhiều, chạm bóng không nhiều. Và theo thống kê thì đây là tình huống chạm bóng lần thứ 10 của anh kể từ đầu trận đấu. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc của trọng tài cũng đã vang lên. Cuộc so tài giữa tác thủ Tha Pha Nghĩa Kỳ và Tim Anh trong khổ trận đấu giao hữu đã chính thức khép lại với chiến thắng chung cuộc là 6-1. Một kết quả hủy diệt. Và đây có thể coi là một trong những chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đầu của cả hai mà Tha Pha Nghĩa Kỳ có được. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà đội bóng trắng đã thể hiện, sức ép rất lớn và một hàng công mạnh mẽ. Một trận đấu mà TP Bank khép lại với nhiều sự nuối tiếc. Và ngày hôm nay sẽ là một trong những điều mà họ cần phải rút ra để hoàn thiện hàng công của mình hơn. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.